thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các hoạt động lễ hội phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với các đơn vị chức năng cùng công an huyện mỹ đức đã tăng cường quân số lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy tại lễ hội chủ hương ngay từ trước ngày khai hội, công an huyện Mỹ Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, yêu cầu cam kết từng tổ chức, hộ kinh doanh, ngoài các bãi xe thì hàng trăm hộ kinh doanh trong khu vực lễ hội cũng bắt buộc phải ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn về việc xây dựng hàng quán, lắp các thiết bị điện, bếp ga. Năm nay, tại lễ hội chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đã phân công 188 cán bộ chiến sĩ bố trí tại 15 chốt chặn, đảm bảo ứng phó kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách thập phương khi đến lễ chùa.